quay trở lại với kênh YouTube của Điện máy Nissan. Tiếp nối series giới thiệu về dòng máy xe thở trả 3 lớp mới của Nissan, thì trong video này chúng tôi sẽ review chân thực nhất cho bạn về chiếc máy xe thở trả 3 lớp 15kg trên một mẻ. Vậy thiết bị này có đặc điểm gì nổi trội đáng để đầu tư cho cơ sở sản xuất chế biến giỏ trả của bạn? Hãy xem hết video để tìm lời giải đáp nhé! Dòng máy xe thở trả 3 lớp của Nissan thể hiện đang cung cấp với các loại model lần lượt là 5kg trên mẻ, 7, 10, 15, 20 và 25kg mỗi mẻ. Các loại này thì đều giống nhau về kiểu dáng, chất liệu cũng như là tính năng hay là công dụng, chỉ khác nhau về kích thước và sản lượng mỗi mẻ mà thôi, tùy vào nhu cầu mà bạn có thể lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp, và đặc biệt là bạn hoàn toàn có thể đặt hàng riêng chiếc máy theo nhu cầu của bạn. Thoạt tiên thì bạn sẽ thấy là kiểu dáng của máy xe thở trả 3 lớp Nissan được thiết kế khá là hiện đại, sang trọng và rất là gọn gàng, khác hẳn với các mẫu máy xe thở trả trên thị trường hiện nay. Bởi đặc tính phải tiếp xúc trực tiếp với mắm muối hay là thực phẩm, thế nên cối xay ở đây toàn bộ đều được làm từ chất liệu inox 304 cao cấp, dày dặn, cứng cáp, có độ bền cao và đặc biệt là chống han rỉ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Riêng phần chân đế thì được làm từ inox 201 để tăng độ chắc cứng và đảm bảo an toàn, vận hành bền bỉ và đầm hơn. Mẫu máy này thì rất là phù hợp để sử dụng tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh giỏ trà quy mô trung bình với năng suất mỗi mẻ là khoảng từ 10 đến 15kg trong thời gian chỉ khoảng từ 3 đến 4 phút mà thôi. Máy xe giỏ trà 3 lớp ở đây thì được thiết kế thêm một lớp cách nhiệt ở khoang đá, từ đó thì sẽ giúp giữ lạnh lâu hơn và bạn sẽ không cần phải tiếp đá thường xuyên. Với thiết kế 3 lớp như vậy thì bạn hoàn toàn có thể xay được số lượng lớn nguyên liệu mà vẫn đảm bảo được thịt sẽ được bóng dẻo và mịn đều. Ngoài ra với thiết kế 3 lớp cách nhiệt như thế này thì cũng sẽ giúp hạn chế được hơi nước bị lạnh và ngưng tụ lại chảy xuống phần động cơ và phần điện ở bên trong. Và để tăng hiệu quả cuộn đảo thịt cũng như là để dễ dàng vệ sinh hoặc là lấy nguyên liệu ra bên ngoài thì ở đây được trang bị thêm các chốt khóa để bạn có thể dễ dàng nghiêng đổ khoảng 90 độ với cối xay này. Trong lòng cối xay thì bạn sẽ thấy lưỡi dao được làm từ thép tôi cứng cáp rất là chắc chắn này. Và ngoài ra thì ở đây với 4 lưỡi dao được nghiêng 8 độ chuẩn xác thì tăng khả năng cuộn đảo thịt và chém phá thịt tốt hơn, từ đó mà cho ra thành phẩm nhuyễn mịn đạt chuẩn chất lượng. Để đạt được mức năng suất cao như vậy thì không thể thiếu được sự góp mặt của động cơ. Động cơ ở đây thì được trang bị là loại động cơ Malaysia mới với công suất cao, đảm bảo máy vận hành hoạt động khỏe khoắn bền bỉ. Và ngoài ra thì bạn sẽ thấy là phần động cơ ở đây được bao trọn trong phần khung inox, từ đó mà sẽ giúp hạn chế những tác nhân bên ngoài làm ảnh hưởng đến động cơ, đảm bảo tuổi thọ động cơ cao hơn. Máy được trang bị biến tần INVT chính hãng, công nghệ của Đức, đảm bảo tính chính xác và độ bền thì cao hơn hẳn so với các loại biến tần giá rẻ hay là biến tần cũ trên thị trường hiện nay. Bạn có thể sử dụng biến tần này để điều chỉnh tốc độ xay phù hợp với từng giai đoạn xay thịt. Từ đó thì chất lượng thành phẩm được đảm bảo và xay nhuyễn mịn tốt hơn nhiều. Và đồng thời thì nó cũng giúp động cơ sẽ được vận hành bền bỉ an toàn, tránh bị chập cháy. Có thể thấy là các bộ phận cấu tạo ở đây cũng khá đơn giản đúng không nào? Chính vì thế mà cách sử dụng của chiếc máy này cũng không hề phức tạp. Và ngay đây thì Nissan cũng sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết cách sử dụng nhé. Bước 1. Đổ đá viên vào khoang bò đá. Chờ 5 phút khi thấy lòng cối đổ mồ hôi thì cho thịt vào. Bước 2. Bạn sẽ cắt nguồn điện để máy xay sẵn sàng hoạt động. Chờ 3 đến 5 giây để biến tần về không. Bước 3. Bật công tắc on và vặn núm tốc độ lên mức 5 để bắt đầu xay thịt. Sau khoảng từ 10 đến 15 giây thì bạn sẽ tiếp tục điều chỉnh núm tốc độ lên mức 9 để máy xay trong 20 đến 30 giây ở độ cao nhất. Bước 4. Mở vung kiểm tra độ nhuyễn của thịt. Nếu như thịt đã đạt độ nhuyễn thì bạn sẽ điều chỉnh núm tốc độ về lại mức 5 rồi cho mỡ vào và lại tiến hành chỉnh núm vặn lên mức 9. Trong khi xay thì bạn sẽ phải nghiêng bầu cối để đảo thịt. Bước 5. Khi hỗn hợp giò đã được xay nhuyễn, bạn tiến hành vặn núm điều chỉnh tốc độ về mức 5 và cuối cùng về mức 0, sau đó thì tắt máy. Bước 6. Rút chút nghiêng bầu máy, sau đó thì nghiêng cối xay để đổ giò ra ngoài. Bước 7. Vệ sinh máy sạch sẽ và để cối nằm ngang sau mỗi lần sử dụng. Trong quá trình sử dụng để máy sẽ được sử dụng bền lâu nhất thì bạn nên lưu ý một số vấn đề như sau. Không để máy hoạt động quá lâu, nếu như xay nhiều và liên tục sẽ khiến máy bị yếu. Không để vật thể lạ rơi vào cối trong quá trình xay thịt. Không để nước bắn trực tiếp vào khoang động cơ, tránh để động cơ bị nhiễm nước. Ngừng sử dụng máy nếu thấy các dấu hiệu tăng giảm bất thường của nguồn điện.
Khi tăng tốc động cơ cần tăng dần từng bước, không nên tăng quá nhanh, lâu dài sẽ làm motor hỏng. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những đặc điểm cũng như là tính năng của chiếc máy xay giở chả 15kg trên một mẻ 3 lớp ngay bên cạnh tôi đây. Với hiệu quả như vậy thì chắc chắn rằng đây sẽ là một thiết bị đáng để đầu tư cho các cơ sở sản xuất kinh doanh giở chả hiện nay. Khi mua sản phẩm máy xay giở chả 3 lớp tại điện máy Nissan, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá từ 20 đến 30% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Bảo hành máy là 12 tháng, bảo trì, sửa chữa trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển đến 10km tại tất cả các chi nhánh cửa hàng điện máy Nissan trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Ngoài sản phẩm máy xay giở chả 3 lớp, Nissan còn cung cấp thêm các sản phẩm khác liên quan để phục vụ công việc chế biến kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn như máy thái thịt, máy hút chân không, tủ hấp giở chả. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy nhanh tay gọi ngay đến hotline trên màn hình 0961 555 155 hoặc số 0961 555 255. Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào trang web dienmanisan.com để có thể tham khảo, tìm hiểu thêm những sản phẩm hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như yêu thích video này thì đừng quên nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.